Lô anh em và nhìn cái gì cũng muốn lấy anh em ơi. Đánh cái gì bây giờ ta? Nhưng mà mình đánh nhiều trận thú quá rồi, chắc mình đánh hai trận làm một trận hắc ám nhé. Vậy thôi. Chào mừng mọi người và quay trở lại. Chào mừng mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Buổi sáng ra đang hơi lag anh em. Ai xì bà. Em muốn teo nhé. Giữ máu anh em ạ. Ok, mình sẽ chơi hay teo này với hai con rồng đi. Để cho yên tâm đi. Trông hơi kỳ thế nhưng mà chắc là đánh được. Sẽ bán mấy bạn này đi này. Giữ con Arduin lại nhé. Ok này. Teo khá nhiều đam, là mình vẫn chơi teo tiếp thôi. Nhưng thắng trận này mình bán nó con Arduin đi nhé. 19 đến 20, 30. Chắc đến lúc đấy mình sẽ mua thêm một. Tại có hai dòng này cũng khá là khỏe, mình nghĩ có thể thắng được. Trưởng bạn nào mà con này có 2 này. 7 con rồng. Đồ thì ra cái đồ cho teo. Teo còn mấy con? Teo còn 10 con. Teo còn 10 con à? Chơi teo được không nhỉ? Bây giờ mình đổi sang đánh cung thì cái gì này? Bây giờ mà đổi sang phải có nhiều nhà đánh hắc ám em. Hand floor này về nhé. Chưa biết đánh gì nhưng mà khả năng trận này đánh hắc ám rồi em ơi. Không có gì để suy tính cả. Sát thủ thế. Theo công ty một phát được không em? Rồi xong. Con này xử hết rồi anh em ơi. Butter nó khỏe quá. Butter nó game khỏe lắm. Bao nhiêu tiền? Thế vậy thôi. À dạo này thì mình chơi TFT khá nhiều anh em. Bắt đầu học cơ chế tướng các thứ dần dần. Nhiều tướng quá. Học mãi không xong anh em ơi. Ngồi bài học đấy nó cũng. Trong TFT thì mình thấy nghĩ chắc mấy mùa trước có sát thủ hay sao, nhưng mà mùa này thì không có sát thủ nữa hay sao, nên là sếp nó cũng đơn giản hơn. Còn bên bên đã không đơn giản hơn đâu, nó cũng khó phết đấy. Nhưng mà bên cờ liên quân thì mình thấy có thương có sát thủ thì ý là kiểu mình chơi nhiều thì mình biết mình check rồi. Không biết TFT thì mọi người check gì nhỉ? Đồ quái gì này. Đùa chứ chắc đánh hắc ám được anh em ơi. Phức tạp nhỉ. Mình đang bảo gì nhỉ? À mình đang bảo là đồ bên TFT mình chưa biết check kiểu gì á. À đâu, không phải biết check kiểu gì mà mình không biết xếp tướng nào cho nó hợp lý. Anh em có cái tip có mẹo gì thì anh em có thể cho mình vài lời khuyên được không? Chơi đấy nhưng mà thấy có vẻ khó khăn quá. Mặc dù không có thương nhá, không có sát thủ nhá, nhưng mà xếp tướng kiểu gì vẫn rất là khó khăn luôn. Không hiểu kiểu gì luôn. Con này Yon là cót 2 rồi à? Này đánh gớm đấy. Choáng phát. Tình hình là mình lấy hang rồng nhưng mà lại ra toàn đồ tốc đánh em. Chưa biết để chơi gì đây.
khó rồi anh em ơi. Đáng chạy lại không chơi được rồng thật rồi. Phải đánh sang thú hoặc đánh sang cung hoặc gì đó rồi. Một rồi. Giật máy xoay vẫn kịp anh em, bây giờ còn sớm. Vừa sức xoay. Xoay được. À, cái này là còn cái này nữa. Mà xoay sang đội hình gì thì mình chưa biết anh em ơi. Xoay sang gì nhỉ? Có voi này. Có voi và có rất nhiều đồ tốc đánh. Đánh cung cũng được. Nhưng phải cân nhắc mình đánh cung cũng được. Voi à? Rồng à? Cái trận này rồng khó, trận này rồng chả có thương, chả có đồ mana gì. Chơi cũng hơi liều. Không lắm nhỉ. Hai, khó nhỉ anh em. Thêm con này đi cho nó nhìn cho uy tín đi. Mày không phải thế. Này chắc đánh thú ấy. Cái trận này khả năng mình đánh ôi mẹ giòn này cũng lấy ba con. Khó nhở, không biết đánh gì giờ. Đồ này thì chỉ đánh giòn thôi chứ đánh gì nhỉ. Giòn đánh thú cái gì đó. Dở nhè. Dở phết nhè. Thiếu Yon, thiếu Van Heo. Voi. Cả nhà bạn này lại còn hai thương nữa. Rồi sao chơi anh em? Thôi ván này chắc không chịu rồi. Hiểu chơi hiểu gì luôn bây giờ. Đánh cái gì nhỉ? Ủa này. Floor 2 này, Vera. Chưa đánh, chắc không đánh cung được rồi anh em ơi. Theo cái đánh thú à? Thú keo. Chắc vậy thôi chứ, chứ bây giờ dần đánh gì nữa nhỉ? Thú keo. Rồng. Rồng cũng sắp bán đi rồi. Rồng trận này không có mana mà chơi. Đấy mình sẽ lấy thêm một cái sách thánh nữa thôi. Lấy một cái sách thánh cho con teo thôi. Lấy choi. Nan giải thật đấy. Mười hai con giòn, thường đánh thì giòn thôi anh em. Bán này. Voi chắc bán này, nhưng mà bình tĩnh nhá. Bán thần, ơi quên mất không lấy con. Đấy không lấy con kia để chơi bán thần. Rồi, giờ sao anh em? Giờ sao? Bán voi đi này. Không có ai có tinh linh. Có truy hồn này. Thế vẫn có khả năng vẫn chơi được. Nhưng mà đồ này đối cho Yon anh em ơi. Không sao. Em tạo cho teo nhé. Trong dòng này đi. Nhiều thương quá, các bạn ấy nhiều thương quá. Em chơi thật sự anh em ơi. Một phát công ty. Chơi quá, khó chơi quá. Chắc đánh thú anh em, không còn. Bị thương nhá. Nhiều sát thủ không?
Một sát thủ này, một thương. Ê, mình sợ bạn thương này lắm. Thương này bắt đáy, cái này bắt NPC của mình. Thú này, tôi chơi thú nhá. Thế thì bỏ dòng đi. Đi. Bắt dòng bỏ cái này đi. Xong rồi, con này bắt đây, bắt đây đây, bắt đây đây, Q-Cross, bay đi. Để cho... Để ném cho... À, ớt này cho floor được. Bán thần này, bán nốt nhỉ. Check phát, không có gì. Sao phải bắn chéo lên anh em ơi, nhưng mà mình sợ mấy bạn gái teo ở dưới đáy quá nhỉ. Mấy bạn lại gái teo ở dưới đáy. Chắc phải đến QC2 đấy. Chắc là phải đến QC2 đấy. Bây giờ nhé, thế nào nhỉ? Khó nghĩ nhỉ. Bây giờ nhá, một cái thương bắt đáy bên kia đúng không? Xuống đáy bên kia, ok. Một cái sát thủ xuống đây đúng không? Ok. Hai thương bắt đáy bên này. Không sao, không sao, teo vẫn bắn chuẩn. Nakot thương bắt đáy xuống đáy kia. Đúng rồi, cái này thôi anh em ơi, cái này chuẩn bài rồi, còn làm gì gì hơn nữa đâu. Bắt đáy này, con này xuống đây bắn một đường thẳng chuẩn bài anh em ơi. Còn làm gì hơn được nữa đâu. Chắc phải lấy con teo 2 đấy. 9 con teo. Khó luôn em ơi, muốn đánh mà không đánh được. Chắc một tướng nữa mình sẽ bỏ con. Mình sẽ bỏ con này đi rồi mình cho hai con thú này vào nhá. Mặc dù con teo 1 mà bây giờ con floor mình vẫn đang gánh đam này. Nếu mà mình bỏ con floor đi thì cũng hơi rủi ro em ơi. Cũng hơi lo ấy. Chắc phải lấy con teo 2 hoặc là con QC2 gì đó. Lên 8 mình sẽ bắt đầu đi tìm tướng nhé. Nakot này bị ăn bắn bắn này. Không ăn bắn là làm. Vào xiên phát em. Rồi luôn, rồi luôn. Rồi luôn. Có thiệt luôn. Đồ này cho Yon thì hợp quá mà không có Yon. Ủa từ nãy giờ không ra con Yon nào là sao nhỉ? Đúng không, nhưng mà thôi rồi bỏ đi đó, ok chưa, hợp lý chưa này. Con grab đi, bà đu mình ra giữa đi, chắc phải chơi cái này thôi anh em. Không bên tìm con teo 2 á, tìm teo 2 nữa vừa. Tìm ma lốc nữa. Đang chưa có ma lốc. Tìm một con ma lốc với cả một con, thêm một con chắc là đang đánh hai teo này, teo 2 này đang tìm ma lốc. Nếu tìm được phong cát được thì ngon, nhưng mà phong cát chắc hơi khó. Phong cát thì mình bỏ QC ở QC, bỏ QC hơi dễ chết nhỉ. Một thẻ tăng sao này, nếu mà cần thì mình phải lên con teo 2 bằng bằng ô gì nhỉ, gì nhỉ. Cho con này đi nhé. Con này đi đây nhé. Actually con này đi ở đây đi. Con này đi ở đây đi. Con này lên trên trước đi. Cho con Maloco bay nhé. Maloco. Xong rồi mình sẽ cho Teo bay đi. Tạm thời á. Tạm thời cho con Teo này bay á. Hai Teo đi á. Xong rồi làm gì là 3 vàng, 3 vàng là 8. 8 cộng 1 là 9. Ok. Thua thì mình bán nó con Hayate kia nhá. Grab nộ đi em, làm gì đi em. Cái này đánh 6 thú ba ma luôn. Ai xì bà thánh đồ cái mông. Thôi mình thành đồ rồi. Quá muộn màng rồi. Không hối lỗi kịp. Không hối lỗi kịp anh em ạ.
lời xin lỗi muộn màng. Này là thánh đồ gì nữa anh em? Mày cũng không còn con tướng gì thánh đồ nữa rồi. Chắc là phải lấy con thê này vào đấy. Chắc là phải lấy con thê này đi đấy. Cái gì đấy? Này bán đi không tí lú nhá. Ấy thôi đi rồi. Một đường thẳng. Không ăn thua rồi anh em ơi, chết dở rồi, phải lên con teo 2 đấy, phải lên con thên 2 đấy. Teo 2, chắc phải lên con thên 2 đấy anh em, không không còn cách khác đâu. 32 máu đi được không nhỉ? Mình còn nên liều không ta? Teo 2 chắc lên được. Thên 2 là hơi căng đấy. Thên 2 cũng hơi căng đấy. Chắc phải lên một con teo đấy anh em. Không là đi luôn. Ây, đều. Đi lên con cát luôn nhé. Không đi đấy. Thế thì cho hai con ma tộc nữa vào được không? Thôi cho anh 6 thú nữa nhé. Đồ kia thì chỉ có đánh teo thôi, đồ kia không đánh được thên, thế rồi bỏ thên luôn. Bỏ thên luôn, xong rồi lên 10 tướng thì đánh một con teo với cả bỏ con Chrissy đi à. Cũng cần thiết đấy anh em ơi. Bây giờ chờ lên nốt con ma lốc 2 với cả các thứ 2 xong rồi mình sẽ chơi nhá. Ma lốc 1 thì không ăn thua lắm. Chắc phải tìm ma lốc 2. Chắc phải tìm ma lốc 2 đồ cần sách thánh nữa, nhiều đồ quá vậy. Chúng ra kỳ lạ ghê, kỳ lạ ghê ta. Đây cũng khó đấy, trận đấu này cũng khó khăn đấy. Các bạn nào bắt bình không nhỉ? Tôi chưa check đâu ấy. Cát nhảy được này. Yon này tuổi. Ơ kìa, làm việc gì con Yon đi anh em ơi, nhảy đi làm gì đi. Red nộ đi, ơ kìa. Mấy bạn này chán thật đấy. Ôi thôi đi rồi. Xì ba cái con. Hai quèn cái gì thôi mà sao. Cát mình không vào đấy luôn anh em ơi. Điên thật sự. Lớp thì cũng không có luôn. Rồi, bây giờ mới ra. Là những lời xin lỗi muộn màng. Bây giờ ma tộc mình cũng chưa dám cho vào đâu, mình hai ma tộc kia, ma tộc 1. Mình sẽ để thú nhá. Và mình sẽ chơi teo vậy. Chắc là teo phải gánh rồi. Không còn cách khác rồi. Chuyện này khó thật sự. Khó thật sự. Con cát này cần sách thánh nữa. Chắc phải để truy hồn sang cho con Chrissy mà cho con cát này sách thánh một này. Để choi một cái gì đấy để cho nó xuống nó chơi anh em ơi. Chứ để này nó không chơi được. Trong một tướng nữa thì mình sẽ bỏ con Chrissy đi thôi. Bỏ con Chrissy đi lấy hai ma tộc. Xong rồi mình để cái thương này lên trên. Cát. Ngồi luôn, nó khó luôn. Cơ mà nó khó luôn. Cho quét bay nhỉ, cho quét bay đi. Ngồi cho con cát này đứng lại đi. Đứng dưới hẳn này rồi yên tâm, hay đứng tại đây tanh nhỉ. Đây tanh cũng phải trông yên tâm hơn. Cho con thêm này bay, à con này bay. Con cát này không có cái đồ thủ gì. Trông uy tín lắm nhỉ, hai thương. Rồi luôn, ai thương bắt đây đi. Lấy cái đêm nhỉ? Cái này đi. Thương bắt đáy. Yon giết này, Na Cót Na Kiếc này. Bắt hết. Thế mà hai thương nó sẽ bắt vào đâu nhỉ? Mình nghĩ nó sẽ bắt vào con Krizik này để con một con đáy thế này. Chứ mình để con kia ở kia nó cũng không có ý nghĩa mấy nhỉ?
Chắc phải xoay xoay em một tí thôi. Bây giờ phải lên 9 nữa. Rất nhiều công việc cần phải làm. Malop thì không ai lấy. Mà mình roll không ra một con Malop nào chỗ này. Chỗ này kiểu quái, không luôn nó theo luôn. Rồi luôn. Không nói chuyện nữa. Chí mạng. Không cần chí mạng, chí mạng cho con Crack này đi cũng được. Crack này, nhiều lúc con Crack này đâm ra nhiều đam lắm em. Mình sẽ bỏ cái này đi nhá. Nhưng mà có một bạn để với thương mình trông cũng hơi hơi lo. Này để thay thương này, thì bạn sẽ bắt con này với con này. Thì con này sẽ đi bộ lên trên mất anh em ơi. Không được, phải đứng con này ở đây. Thay thương, mình quan trọng mình không biết con cát này sẽ bay đi đâu này. Mình sẽ bay sang góc bên này không. Cát đứng lại. Rồi, Crest nộ góc kia đẹp 10 điểm. Crest nộ góc này đẹp 10 điểm. Volcat chém vào góc này, ok đấy. Để mà con... Để con Volcat xuống kia nó bị ăn ăn thánh đồ anh em ơi. Ăn cái choáng của thánh đồ. Yên tâm. Bây giờ... Sao bây giờ mình có muốn bỏ con ấy đi không nhỉ? Mình muốn bỏ con Chrissy đi không nhỉ? Bỏ Chrissy teo mình không muốn ti được luôn. Cũng hơi gay go ấy. Tuy thực luôn là cũng hơi gay go đấy. Thế chắc là dám bỏ anh em. Chắc có thêm một Chrissy nữa dùng tạ. Bây giờ lên luôn cũng được mà bây giờ bỏ Chrissy à? Không multi luôn à? Lốc 1 dòng thổi thẳng. Hay đảo góc đi anh em. Không đảo góc hai thương này bắn vào bên kia mà chết. Không nào góc được. Quét vào giữa. Này. Hãy hai tường bên kia nhá. Nó sẽ bắt thằng Quizzix. Mà bọn nó sẽ đứng lại ở đấy. Ok. Rồng thổi được này. Nhưng mà không thổi chúng von cát sao ấy. Von cát được sách thánh. Chắc là chơi được anh em ơi. Chơi được, chơi được. Chưa tài đâu. Bạn chưa tài đâu, bạn ơi, bạn chưa tài đâu. Bạn này đi rồi. Bạn này đi rồi. May quả đấy ra Volcat, mình đập lên con Volcat 2. Thế trận này mình đánh con Thê cũng được. Vừa nãy mình đập, mà mình vội, mình đập lên con Thê 2 cũng được. Cũng hay. Không phải là một cái vấn đề nan giải gì đâu. 20 máu khéo phải lên đấy anh em ơi. Thôi, lên nhé. Rồi lên. Cho tạo một Chrissy vào bởi vì đang hơi vội này. Bón cát bay bên kia rồi anh em ơi, yên tâm. Bón cát bay sang bên kia là yên tâm rồi. Nhưng mà bón cát mình không có choi, không có gì nhỉ. À đây nhảy được này. Nhảy được là yên tâm rồi anh em ơi. Con cát mình ăn choáng, ok không cần con cát đấy. Không cần con cát đấy đâu, con cát đấy chưa tài đâu. Con cát đấy chưa tài đâu bạn ơi. Chưa tài đâu. Bạn chưa tài đâu. Vẫn sống được anh em ơi. Má trận này mình đánh kiểu quái nhưng mà bây giờ vẫn chưa chết nhỉ. Thật sự luôn đấy, trận này mình nghĩ mình chết từ lâu lắm rồi. Chết từ năm nào rồi. Ok, vòng này sẽ quyết định xem mình có đánh con Chrissy không. Không là mình sẽ phải bỏ con Chrissy đi đấy. Chắc mình sẽ cho ném đổi không cho con Malok thôi. Nhưng mà con Malok này Malok 1 rồi, Malok 2 đấy. Đấy nó mới tài được. Malok 2 mới tài. Cat, Grab. Chắc mình phải ném truy hồn sang cho Malok. Xong rồi ném cái tốc đánh sang cho con Cat vậy. Chắc là phải thế đấy. Tạo con Chrissy đấy nhá. Ờ, cái gì nhỉ? Tốc đánh sang cho con Volcat. Rồi truy hồn sang cho con Malok. Luôn đi, đằng nào cũng phải lên thôi. Đằng nào cũng phải lên thôi. Nhưng mà con Teo bây giờ không multi được luôn nữa. Mình phải để con Teo thẳng. Đó, không có tăng slot tướng rồi. Thì cho hai con này. Này rồi. Này là tài rồi anh em ơi.
Malok này bay đi nhé. Hay Crash bay đi nhỉ? Thôi Malok bay đi. Nhìn Malok vào đấy. Em Malok này, thế thì truy hồn này cho con Vira nhé. Cho con Malok này tí mana anh em ơi. Malok đâu? Ok rồi này. Bút hung tàn này cho con Vira đốt vậy. Ok, đứng này thôi. Hai góc đáy, hai góc đáy, ok. Ok, Greasy bỏ. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh, vội quá. Bình tĩnh. Rồi, bây giờ đi tìm tướng rồi anh em ơi. Đi tìm... tìm gì đấy? Má, chưa kịp đi tìm, đang đang ngồi suy nghĩ linh tinh. Bật dài nó. Đi rồi. Má, sốc thế nhở? Câu chuyện... Má, đang dãy ruộng. Ok. Ok. Vô lý thật sự. Shiba. À, Shiba. Chưa tài rồi, đánh này chưa tài rồi. Ơi, sời ơi. À, với mình đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và... Alpha cuối mình lỗi quá, qua mà lớp 1 này. Ấy. Sao đấy mình nghĩ quái mà lâu ấy nhở? Em lâu không chơi nó lag ấy em ơi. Còn lên mà lớp 2 thì chắc đã thua đâu. Thền hài cũng khỏe. Thền hài là cót 2, rồng 2. Nhưng mà mình có vót cát 2 mà. Xí xóa. Thế mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thích cái chuyện hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góc ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi, bye bye.